chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về vận mệnh cuộc đời tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Trong 5 năm tới, từ năm 45 đến 49 tuổi, bí mật làm điều này. Được bề trên ban phúc, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, tránh quả đắc phúc, vận may liên tục ập đến, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, giàu sang chạm nóc, càng già càng giàu. Hoan hỷ chào đón quý vị đã đến và quay trở lại với Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn, tấn tài tấn lộc tấn an khang. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này, ai cũng cầu mong mình có được cuộc sống phú quý đủ đầy, yên bề gia thất, con cái thành tài. Nhưng cầu mong là một chuyện, còn làm thế nào để có được điều đó lại là một chuyện không hề dễ dàng gì. May mắn chỉ là một phần nhỏ công việc. Cố gắng như thế nào mới là điều cốt yếu, quyết định cuộc sống tương lai ta đi về đâu, ta là ai và ở vị trí nào trong xã hội. Khi xem tử vi vận số đời người của 12 con giáp, thầy tử vi có chia sẻ, trong vận trình của cuộc đời sẽ có giai đoạn thời điểm rất may mắn được trời ban lộc, quý nhân phù trợ, mà làm gì cũng hanh thông thuận lợi, giàu sang phú quý, dễ dàng có tiền tỷ cầm tay, nhưng có thời điểm kém may mắn, số đen như mực, khó khăn tứ bề, làm gì cũng trắc trở, không thuận gặp hạn đường, thậm chí tính mạng còn lâm nguy. Và trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi muốn sẽ tới quý anh chị chi tiết tử vi trọn đời tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, thực quả chi hầu, về đầy đủ các phương diện từ công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, gia đạo. Trong 5 năm tới, trong giai đoạn này quý anh chị cần lưu ý những gì để đón lành tránh dữ, biến nguy thành an và gặp được nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Trong những năm tháng sau này của cuộc đời mình sẽ được hưởng an nhàn, sung túc, không phải sống trong cảnh lo toan, thiếu thốn. Xin mời quý vị anh chị hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. Dự ngôn chấn động giới tử vi học, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Trong 5 năm tới, bí mật làm điều này, đến thời đổi vận, giàu sang chạm nóc, về già sướng hết phần thiên hạ. Quý vị thân mến, xét về quá khứ Canh Thân đã bao lần khởi đầu, đã bao lần thất bại, đã bao lần thành công, rồi bao lần không giữ được thành quả, đã bao lần Canh Thân chỉ giản đơn là thiếu một chút may mắn, thiếu một chút hanh thông là có thể xoay chuyển đất trời theo mong mỏi. Trong quá khứ, không thể nói là Canh Thân không có thành quả, họ có, chắc chắn có, chỉ là nếu một người có 10 phần tiềm năng, cùng 10 phần nỗ lực thì nên có được 10 phần thành quả, còn với Canh Thân 10 phần khả năng của họ, cùng 20 phần nỗ lực vào thân, mới đổi được 4 phần thành quả vào người. Cũng gọi là có chút quả ngọt, nhưng chưa được nhiều, cũng chưa được thỏa, là vì vận may hay là vì nhân tâm, nhân tính, hay giản đơn là vận số của Canh Thân quy định rằng, họ không được hưởng đoạn này, đoạn này là đoạn họ xây móng, đoạn này là đoạn họ xây nền, để làm cái gốc cho toàn bộ giai đoạn của họ phía sau này. Tuy nhiên, Canh Thân hiện tại 45 tuổi, đã trải nghiệm nhiều điều vô cùng phong phú, nó là đoạn thăng trầm, lên voi xuống cúng, may mắn có, vinh quang có, nổi trội có, đen đuổi có, xui xẻo có, chán nản có, an toàn có, liều lĩnh có, hăng say có, mỏi mệt có, lạc quan bi quan đầy đủ. Nó là cái đoạn mà triệu triệu dòng cảm xúc dần xoay, rèn tâm luyện tính cho Canh Thân, hình thành nhân cách tư duy, khai mở trí tuệ, trình độ, và biến Canh Thân trở thành một con người kiên cường, nội tâm, tình cảm, truy tự lập và nhiều tự trọng, cũng thức tỉnh trọn vẹn cái mong muốn thành công, cùng những mầm tài năng tương ứng, để có thể tận dụng mà xây dựng tự thành trong Canh Thân. Tuổi Canh Thân tượng trưng cho thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn, đa phần họ là người đáng tin, sống có nguyên tắc. Không những vậy mà họ còn làm việc cẩn thận, không biết mệt mỏi là gì, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Tuy nhiên nếu muốn thay đổi quan điểm của họ thì rất khó khăn. Canh Thân thường che giấu tính cách bướng bỉnh, không chịu khuất phục ai, bởi vẻ ngoài đơn giản, sự thông minh được ẩn dưới lớp vỏ bọc trầm lặng kiệm lời. Về cơ bản, người sinh năm Canh Thân 1980 khá hướng nội, nhưng lúc cần thiết họ lại vô cùng dũng cảm, oai hùng, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Canh Thân có suy nghĩ đơn giản, rạch ròi, không rào trước đón sau, là một người bạn đáng tin cậy. Bạn có thể tâm sự với họ về băn khoăn của mình, họ sẽ giải quyết vấn đề cho bạn bằng một cách đơn giản nhất. Người tuổi Canh Thân mệnh một tính cách thẳng thắn, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau,
có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Họ thích hợp và dễ đạt được thành công trong công việc, ví dụ như lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, hay làm tham mưu, cố vấn, theo nghiệp ngoại giao, pháp luật, tư vấn, tiếp thị. Tuổi Canh Thân mệnh Mộc rất giỏi ăn nói, thường khéo léo, mềm dẻo hơn so với những người thuộc mệnh Mộc khác. Họ uyển chuyển, có kỹ năng giao tiếp tốt, thường nhận được nhiều thiện cảm từ những người xung quanh. Hơn nữa, mệnh Mộc biểu trưng cho lòng nhân từ, nhã nhặn và rộng lượng. Chính vì thế họ luôn được nhiều người quý mến vì nhân cách. Thạch Lựu Mộc khá cứng cáp, không thể bị đốn ngã ngay cả dùng dao búa. Những người Thạch Lựu Mộc nếu mệnh là sao Trung Kiên thì chắc chắn sẽ là một người quang minh, đáng tin cậy. Còn mệnh mang sao Gan Dạ thì tính cách can trường hơn người, dám làm dám chịu. Nam giới tuổi Canh Thân thường rất năng động, hoạt bát, giỏi giao tiếp. Họ biết cách tạo sự cân bằng trong cuộc sống để có thể chuyên tâm cho sự nghiệp. Đa số nam giới tuổi này đều có tính tự lập cao. Họ luôn muốn tự khẳng định bằng tài năng của bản thân, ít khi muốn nhờ cậy đến sự giúp đỡ của người khác. Điều này khiến họ gặp ít nhiều khó khăn trong quá trình phát triển sự nghiệp. Thạch Lựu Mộc là mẫu người đa tài. Họ giỏi nghệ thuật, hội họa, văn chương, nhưng cũng khéo quản lý tài chính hay các hoạt động thương mại. Yêu cái đẹp, nhưng cũng rất thực tế và ham kiếm tiền. Chính vì lẽ đó nên đôi khi họ thường phải lựa chọn, cân nhắc giữa hai mặt. Phụ nữ tuổi Thân cũng rất năng động và đầy lôi cuốn. Sự xuất hiện của họ luôn làm cho đám đông trở nên sôi động, hào hứng hơn nhờ vào sự khéo léo của mình. Những cô nàng này được rất nhiều người yêu quý. Đó là lý do tại sao xung quanh cô nàng tuổi Thân có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Phụ nữ tuổi Thân không chỉ là người nội trợ đảm đang, mà họ còn là cánh tay phải đắc lực giúp đỡ công việc làm ăn của gia đình. Họ không bao giờ chịu sống một cuộc đời tầm thường. Ý chí tiến thủ luôn thúc đẩy tuổi Thân không ngừng phát triển để đạt được thành công, địa vị trong cuộc sống. Dù là phận nữ nhi, chân yếu tay mềm, nhưng những cô nàng tuổi Thân sống độc lập, suy nghĩ thực tế, họ không dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự thân, tự lực để xây dựng sự nghiệp vững chắc cho mình. Những người này khéo léo trong việc thuyết phục người khác, vì vậy họ có thể trở thành những nhân viên tiếp thị, chăm sóc khách hàng, người dẫn chương trình. Về tài lộc, những người thuộc bản mệnh Thạch Lựu một số có lộc cách, nên theo con đường kinh doanh, thương mại, tài chính, ngân hàng sẽ rất giàu có. Với tài năng và những ưu đãi đặc biệt của tạo hóa sẽ giúp họ có được những thành tựu lớn trong thương trường và con đường sự nghiệp. Thạch Lựu Mộc hơn người và cũng khó đoán, bởi họ là mẫu người đa tài. Một số người trong nhóm họ sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, hội họa, trang trí sắc màu, văn chương, thơ ca. Với sự đam mê và thiên phú bẩm sinh, họ sẽ có thành tích cao trên con đường nghệ thuật của mình. Bản chất nhân ái, yêu thương con người khiến họ đi theo con đường y dược, bảo hiểm, giáo dục, công tác từ thiện xã hội. Dù họ có đi theo con đường nào thì cơ hội thành công và giàu có của họ cũng cao. Bởi mạng Thạch Lựu Mộc có tài, có tâm, lại kiên cường dương lên không biết mệt mỏi. Quan trọng hơn là họ nắm trong mình lộc cách, mà trong 10 thiên can chỉ có 4 chi giáp Ất, Canh, Tân là được hưởng mà thôi. Nhưng họ cũng có một nhược điểm, là một khi cảm thấy chán trường, mệt mỏi, họ trở nên yếu ớt và có thể bỏ ngang tất cả mọi thứ trước đó. Những lúc này chỉ cần có những người thân, người bạn luôn ở bên cạnh kiên trì động viên và cổ vũ, thì những chú khỉ sẽ có thêm động lực lớn lao để vượt qua hết thảy. Nguồn động lực đó tạo ra sự an tâm rất lớn cho Canh Thân, là chìa khóa để họ bứt phá mọi hoàn cảnh chông gai. Thế nên trải qua chặng đường đó, mỗi một năm trôi qua Canh Thân lại phát triển lên một bậc, gây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc, tiền bạc tích lũy được cũng rất nhiều. Càng lớn tuổi, tuổi Canh Thân càng được quý nhân phù trợ, ngày càng giàu có, sung túc sống cuộc đời viên mãn. Đặc biệt Canh Thân thuộc mệnh Mộc là những người có bản lĩnh, có đủ tự tin để đối phó với trở ngại, đặc biệt là những chuyện xui rủi xảy tới bất ngờ. Họ nhanh chóng trấn tĩnh bản thân và tập trung vào hóa giải nguy cơ. Bạn bè, đồng nghiệp, người cùng hợp tác là những trợ thủ đắc lực cho người này, nên cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng vì chuyện giặt mà gây mất tình đoàn kết Canh Thân nhé. Nhìn chung Canh Thân có cuộc sống ở mức khá, không dư dả quá, cũng không thiếu thốn quá. Tài vận và địa vị có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển. Những người tuổi này thường được hưởng lộc bất ngờ. Nếu sống tốt đời đẹp đạo sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vào ngày sau. Con cháu cũng nhờ đó mà được phúc phần thành đạt trong tương lai. Về con đường công danh của những người này trong suốt cuộc đời, có nhiều biến động, nhưng kết quả cuối cùng lại khá mỹ mãn.
Cùng nhìn lại diễn tiến vận mệnh của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 theo từng năm. Canh Thân từ năm 18 tuổi đến năm 30 tuổi, đây là thời kỳ tuổi Canh Thân bắt đầu tự thân lập nghiệp, có nhiều trải nghiệm mới, vui vẻ và thú vị. Tuy ban đầu còn gặp nhiều khó khăn trong công việc, nhưng chỉ cần bình tĩnh, tự tin sẽ vượt qua được tất cả thử thách. Những người này có rất nhiều tri kỷ, bạn bè tốt, đi đến đâu cũng được yêu quý tôn trọng. Từ năm 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi, Canh Thân không được thuận lợi, cần đề phòng các sự kiện tiêu cực hoặc bất ngờ về sức khỏe. Năm 32 và 33 tuổi, công việc ổn định hơn, khó khăn đã dần được khắc phục, gia đình hòa thuận, yêu thương nhau. Vào năm 34 tuổi, sự nghiệp có sự phát triển và có thể bắt đầu thực hiện các kế hoạch lớn. Ở độ tuổi 35 tuổi, mọi việc thuận lợi, cuộc sống có nhiều tiến triển. Từ năm 36 đến 40 tuổi, vào năm 36 tuổi, hạn chế hoạt động vào mùa xuân, chuyện tình cảm có thể tiến triển. Đến năm 37 tuổi, họ cần cẩn thận trong tháng 9, để tránh những tai ách bất ngờ. Năm 38 tuổi, cơ may về tài lộc dồi dào, công thành danh toại, làm việc gì cũng gặp may mắn, đạt được kết quả như ý. Dù khó khăn cũng sẽ được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Từ 39 đến 40 tuổi, triển vọng thăng tiến sự nghiệp, phất lên như diều gặp gió. Từ năm 41 đến 45 tuổi, từ 41 đến 42 tuổi, tuổi Canh Thân 1980, gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy chú ý đến sức khỏe vào tháng 6 năm 43 tuổi. Năm 44 tuổi, họ sẽ nhận được niềm vui từ việc học hành của con cái. Đến năm 45 tuổi, tài lộc dồi dào, có thể tích lũy hoặc đầu tư cho tương lai của con cái. Tổng quan vận trình Canh Thân sinh năm 1980, diễn biến trong 5 năm tới. Vận trình sự nghiệp của tuổi Canh Thân 1980 khá tốt, mặc dù sự xuất hiện của hung tinh sẽ khiến công việc làm ăn vất vả, nhiều việc không thuộc về mình cũng dồn hết vào đầu. Thời gian làm việc gần như không còn chỗ để thở, nhưng chắc chắn đây là cơ hội trải nghiệm cho tuổi Khỉ. Tuổi Khỉ tuy rất thông minh, nhưng lại chưa vững vàng nên thường bỏ lỡ cơ hội. Tuy có gặp khó khăn, nhưng chỉ cần bản thân điều chỉnh tâm lý, chăm chỉ làm tốt mọi việc thì cuối cùng vẫn gặt hái được thành công. Về phương diện công danh, sự nghiệp, căn cứ vào tử vi của 12 con giáp, phương diện sự nghiệp của người tuổi Canh Thân được dự báo có nhiều bước tiến triển lớn. Một khi đã dốc toàn tâm toàn lực, quyết tâm theo đuổi mục tiêu thì ắt sẽ bội thu quả ngọt. Cục diện tam hợp các lành xuất hiện trong thời kỳ này, mở ra những cơ hội phát triển, thăng tiến. Dù sẽ có nhiều việc phải làm hơn ở thời điểm này, nhưng tinh thần của bạn luôn sẵn sàng, chủ động nhận việc chứ không hề trốn tránh. Bản mệnh làm việc miệt mài, bất kể thời gian để chuyên tâm đạt được mục tiêu đã đề ra. Giai đoạn này bạn có phần mạo hiểm hơn, chấp nhận đương đầu với thử thách để tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Rất may là vận khí đang ủng hộ bạn mưu đại sự, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Bạn cũng được cấp trên nâng đỡ, tạo thêm nhiều điều kiện để phát huy thế mạnh. Cũng bởi có thể nhìn ra được cơ hội thăng tiến và những thành quả mà mình có thể nhận được sau khi chạm tay tới cái đích trước mắt. Tuổi Canh Thân càng thêm hăng say cống hiến, bạn đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích cho tập thể, tài năng và địa vị nhờ đó lại càng thêm được khẳng định. Ngoài tinh thần làm việc hăng hái thì bản mệnh cũng rất cầu tiến, ham học hỏi nên khả năng chuyên môn và nghiệp vụ sẽ được tăng cường. Điều này rất tốt cho chặng đường phát triển trong tương lai. Chẳng những vậy, thời gian này vận quý nhân của tuổi Canh Thân cũng khá dượng, các tinh hữu bậc tượng trưng cho sự nâng nở. Các mối quan hệ xã giao ngày càng hài hòa, dù làm bất cứ việc gì, bạn cũng có thể thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Bởi vậy, nếu đang ấp ủ kế hoạch hay dự định nào quan trọng, bạn có thể mạnh dạn tiến hành, tỷ lệ thành công khá cao. Kể cả khi chưa thu được kết quả đúng với mong muốn ban đầu, bạn cũng có thêm kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế. Lưu ý nhỏ là thời gian này sẽ có hung tinh rình rập, mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ tùy thuộc ở mỗi người, rất cần sự thận trọng chắc chắn và một thái độ khiêm tốn để không vướng vào thị phi tiểu nhân. Về phương diện tài lộc, theo luận đoán tử vi trọn đời tuổi Canh Thân, vận tài lộc của con giáp này khá tốt, số sẽ được hưởng của cải hoặc tài lộc của trời ban. Nếu ăn ở ngay thẳng và hiền hòa cũng có ngày hưởng phú quý, hay con cháu sau này cũng được nhiều phước lộc, làm ăn được tấn phát và thành công trên đường đời. Khi bạn bước vào tuổi 35,
thì sự nghiệp ngày càng bền vững hơn. Nhờ vậy mà tài lộc vượng phát. Vào năm 45 tuổi, bạn sẽ kiếm được một khoản kết xù. Người tuổi Canh Thân tính cách sôi nổi, là người hướng ngoại, có nhiều mối quan hệ sâu rộng, dẫn thế tài lộc không tồi. Người này thường may mắn gặp được nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền. Song, do bản tính nóng vội, thiếu xem xét suy nghĩ kỹ càng, nên họ cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát tài. Họ dễ dàng thỏa mãn bản thân với những thành tựu nhỏ về tiền bạc, cũng không muốn hy sinh quá nhiều để có được thêm càng nhiều tiền bạc. Vì thế mà thời trẻ Canh Thân cũng có những áp lực về tài chính, khiến cho cuộc sống của bạn gặp rất nhiều trở ngại. May mắn là trong cuộc sống luôn được bạn bè, người thân giúp đỡ, trên đường đời còn được quý nhân đồng hành, nên nhanh chóng vượt qua. Đặc biệt trong 5 năm tới, sẽ là lúc sự nghiệp Canh Thân được vững chắc, tài lộc của bạn cũng bùng nổ mạnh mẽ. Với người làm công ăn lương, có thu nhập ổn định về cả chính tài và thứ tài, không lo thiếu tiền, thiếu bạc, nhờ có tài tinh thiên tài chiếu mệnh, lại thêm tam hợp thái tuế nâng đỡ, các kế hoạch kiếm tiền diễn ra suôn sẻ, nhiều khoản thu vào, đó có thể là một khoản thưởng nóng nào đó, cũng có thể là doanh thu vượt mức, hoặc một khoản nợ được ai đó hoàn trả. Các mối quan hệ của bản mệnh cũng rất hài hòa, bạn cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời, đúng người, nên tiền tài nảy nở là điều tất yếu. Chỉ cần biết tận dụng triệt để các mối quan hệ xã giao, thì việc đầu tư sẽ cực kỳ sáng sủa. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỷ lệ thành công khá cao. Người kinh doanh, buôn bán cũng có cơ hội hốt vàng, hốt bạc từ chính sự mạnh dạn và nhạy bén với thời cuộc của mình. Cái duyên làm ăn của con giáp này lại càng có cơ hội được thể hiện trong giai đoạn này. Về phương diện tình cảm, phương diện tình cảm của tuổi Canh Thân ở thời gian này bình ổn, tuy nhiên cuộc sống được cải thiện nhiều, có nhiều cơ hội giao du với xã hội, nên thường vắng nhà thường xuyên. Do đó cũng khiến vợ bạn không hài lòng, đối phương có thể cảm thấy bất an. Nếu rơi vào trường hợp này, bản mệnh cũng nên chú ý điều chỉnh lại, vì người kia quá quan tâm đến bạn, nên cố gắng quan tâm và chia sẻ với một nửa thật nhiều, thường dành những điều bất ngờ, đừng tranh cãi, nếu không sẽ chỉ làm các mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng đến hôn nhân. Đối với các cặp vợ chồng kết hôn đã lâu, thì cần vun vén tình cảm, cả hai nên dành nhiều thời gian chia sẻ công việc nhà, cùng nhau hoạch định những việc cần làm cho tương lai, gia đạo hài hòa, êm ấm, sẽ giúp tinh thần bản mệnh thoải mái và thêm cố gắng hăng hái vì gia đình. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của Canh Thân thời trẻ sung sức, nhưng trong 5 năm tới, do áp lực cuộc sống và nhiều phiền muộn lo nghĩ nhiều nên không tốt, thường xuyên đau ốm, bệnh tật lâu ngày mới khỏi. Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến đương số phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe. Nữ mạng tuổi Canh Thân cần hết sức lưu ý tới các bệnh phụ khoa và bệnh cũ dễ tái phát. Một khi đã phát bệnh thì triệu chứng nặng hơn, người vừa khó chịu mà tiền cũng hao nhiều hơn. Nam mệnh chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến hô hấp, ngoài ra các vấn đề liên quan đến thương tật tay chân. Đi lại khi tham gia giao thông cũng cần phải hết sức chú ý, đồng thời tâm lý cũng nên bình tĩnh, đừng quá nóng nảy. Có thể tránh xa một số mối quan hệ giao thiệp xã giao không cần thiết. Nhịp độ cuộc sống nếu có thể chậm lại thì vẫn có nhiều ích lợi cho cơ thể. Ngoài ra, người tuổi Canh Thân nên chú trọng hơn đến chế độ dinh dưỡng, ăn chín uống sôi, hạn chế ăn hàng quán, kẻo ăn phải thực phẩm bẩn, nhiều hóa chất. Bên cạnh đó hạn chế đi đến những nơi đông người vừa ồn ào, lại dễ bị mắc bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp. Với những ai từng mắc các bệnh về phổi, chú ý đề phòng bệnh cũ tái phát, nên bỏ hẳn thuốc lá nếu như bạn đang có thói quen này. Sức khỏe của quý anh chị Canh Thân đã thực sự tốt chưa? Liệu quý anh chị đã bảo vệ sức khỏe một cách hợp lý chưa? Sau đây là những cách giúp quý anh chị có một sức khỏe tốt và lành mạnh, tránh xa bệnh tật, vui vẻ sống, vui vẻ làm việc, an yên với đời. 1. Xây dựng chế độ ăn khoa học. Cơ thể chúng ta cần dung nạp năng lượng hàng ngày từ thức ăn, do đó nếu không có kiến thức về thực phẩm, rất dễ rơi vào tình huống ăn thì thừa, không ăn thì thiếu. Để xây dựng chế độ ăn lành mạnh, cần kiểm soát thực phẩm, đảm bảo thực phẩm sạch, tránh nhiễm khuẩn, chất bảo quản, tăng trọng, chất phụ gia, hạn chế bia rượu, chất kích thích và đồ cay nóng. Cách chế biến: hạn chế các món nướng, chiên xào, tránh dùng thực phẩm chế biến sẵn vì chứa nhiều đường, muối, chất bảo quản,
hạn chế sử dụng nước ngọt, nước có ga, hạn chế ăn mặn, nhiều muối. Đường và muối được coi là hai chất trắng có hại cho sức khỏe nếu lạm dụng, nên ăn theo cách của người Nhật, dùng đồ tươi sống, các loại cá, trái cây, nên dùng trước bữa ăn từ 10 đến 20 phút. Nên dùng một muỗng canh trước bữa ăn 5 đến 10 phút để kích thích hệ tiêu hóa, làm phong phú thực phẩm, thực đơn hàng ngày để đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, không hút thuốc lá. 2. Uống đủ nước. Bổ sung nước thường xuyên, uống từ từ và từng ngụm nhỏ, không để cơ thể có cảm giác khát mới uống. Đảm bảo vệ sinh nguồn nước và dụng cụ đựng nước, uống nước đun sôi để nguội và dùng trong vòng một ngày là tốt nhất. 3. Vận động khoa học. Chọn hình thức luyện tập phù hợp với sở thích, tuổi tác, nghề nghiệp và điều kiện sức khỏe. Tập vừa sức phải luôn cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn với cách vận động của mình. Phải hết sức kiên trì và đều đặn. Tốt nhất hãy dành khoảng 30 phút mỗi ngày để tập luyện. Lựa chọn thời gian vận động thích hợp, tuyệt đối tập luyện tránh xa bữa ăn. 4. Giảm stress. Stress là căn bệnh hiện đại mà nhiều người mắc phải. Mỗi người đều có thể chịu đựng một lượng stress nhất định, nhưng quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Nó có thể dẫn đến cao huyết áp, trầm cảm, thậm chí là các triệu chứng đau tim, cũng như các bệnh lý khác. Để tránh stress, vận động thường xuyên, kết hợp với ngủ đủ giấc và ăn uống lành mạnh, kiểm soát thời gian tốt hơn bằng cách lên lịch làm việc, sinh hoạt và giữ lịch trình đó, suy nghĩ tích cực, chấp nhận bản thân mình, không cầu toàn dành thời gian cho bản thân để thực hiện các sở thích, nghỉ ngơi, giải trí. 5. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi thực hiện khám sức khỏe định kỳ, các chức năng của cơ thể sẽ được kiểm tra, từ đó có thể phát hiện sớm đến 90% bệnh lý có nguy cơ tiềm ẩn. Đó là tác dụng tầm soát giúp chúng ta được bảo vệ từ xa, được bác sĩ tư vấn những yếu tố nguy cơ mình có thể gặp, từ đó có biện pháp bảo vệ sức khỏe, được đưa phác đồ điều trị để can thiệp sớm, tăng khả năng khỏi bệnh lên cao. Đó là tác dụng phát hiện, xác định bệnh, điều trị kịp thời, chính xác là yếu tố quan trọng bậc nhất trong trị bệnh với những người có yếu tố nguy cơ bệnh tật. Nên kiểm tra và xét nghiệm thường xuyên hơn, thường là 3 tháng một lần. Với người bị bệnh mãn tính, việc thăm khám càng quan trọng và theo chỉ định của bác sĩ. Đó là tác dụng theo dõi điều trị, ngăn ngừa biến chứng của việc khám sức khỏe định kỳ. Tiếp theo là vận mệnh của anh chị tuổi Canh Thân 1980 theo tháng sinh âm lịch. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980 sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân, là người hoạt bát, năng động, tinh thần phơi phới, sự nghiệp thăng tiến, có nhiều cơ hội xuất ngoại, khó tránh khỏi bệnh tật, ốm đau lặt vặt. Xem vận mệnh của người tuổi này cho thấy, sức khỏe người này tốt, sinh lực dồi dào, là người hào sảng, phóng khoáng, cũng rất ngay thẳng, chính trực. Tuy ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ, song chẳng được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ anh em trong nhà không giúp đỡ được nhiều. Tự lực cánh sinh là chính, người tuổi này nếu phát triển sự nghiệp ở phương xa thì sẽ thuận lợi hơn là khởi nghiệp tại quê nhà, mọi sự dễ dàng thành công hơn. Đường tài lộc không tồi, song cũng vẫn có điềm báo phá tài, nên thận trọng hơn để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980 sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Trập, người tuổi này tính tình có phần cố chấp, tuy được ơn Mão Mộc, quý nhân độ mệnh, nhưng quan lộc không dài, sự nghiệp phát triển đến một ngưỡng nào đó dễ bị suy thoái. Người tuổi này có vận mệnh cuộc đời không được tốt cho lắm, tháng sinh này khiến cho bạn tuy thông minh, đỉnh ngộ, có tài năng, có thực lực cũng được gia đình hỗ trợ rất nhiều. Xung quanh lộc không bền, tại chức, tại vị không được lâu dài, đường tài lộc thăng trầm bất định, khi thì tiền tài ào ào đổ về nhà, khi thì không có một xu dính túi. Điều này phần nhiều là do Canh Thân bị tiểu nhân quấy phá, tiểu nhân ở ngay bên cạnh mình, hiểu rõ về mình, nên khi nổi tâm phản bội thì dễ khiến người tuổi này điêu đứng, chịu đủ mọi tổn thất to lớn về mình. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980 sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm theo lịch vạn niên là tiết Thanh Minh, người này tài trí hơn người, ra đời được nhiều bạn bè giúp đỡ, gia đình có của ăn có để, nên cũng hỗ trợ được phần nào, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn, cuối đời vẫn được hưởng thái bình. Cuộc đời người này khá suôn sẻ, thuận lợi, gặp dữ cũng quá lành, tiền đồ rộng lớn,
có thể theo nghiệp kinh doanh. Người này có tài năng, có thực lực, được đánh giá khá cao. Họ may mắn có cuộc đời êm ả, không phải trải qua nhiều sóng gió, khó khăn mà được hưởng hạnh phúc, tiêu diêu tự tại. Con giáp này được nhiều người yêu mến, cũng luôn có quý nhân bên mình. Khi còn nhỏ thì có cha mẹ, anh em nâng đỡ. Lớn lên có bạn bè tương trợ, có thể hợp tác cùng bạn bè thân thiết để làm việc. Sự nghiệp đạt được những bước tiến mới, thành công vang dội. Tuy theo nghiệp kinh doanh vô cùng tốt, nhưng bạn nên tránh kinh doanh liên quan đến nông nghiệp, nông sản, khả năng thành công không được cao. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trùng với tiết Lập Hạ, người tuổi này lúc nào dáng vẻ cũng tất bật, vội vàng. Có tài năng đấy nhưng chưa chắc được hưởng phúc. Là người thông minh, tài trí, họ có thể cả đời vinh hoa, được người xa gần biết đến. Tuy nhiên, làm việc để cảm xúc lấn át lý trí, nên hung cát đan xen, cũng may có người giúp đỡ, nên vận trình không quá sa sút. Tử vi phương Đông tiết lộ, người tuổi này sức khỏe khá tốt, ít khi ốm đau. Có điều người này có phúc lộc cha ông mỏng, không được hưởng nhiều sự trợ giúp của gia đình. Có tài, có chí, luôn chăm chỉ làm việc, nhưng chưa chắc đã thắng được mệnh trời, khó làm nên nghiệp lớn. Tới tuổi trung niên, họ mới dần đạt được những điều mình ước nguyện. Cơm ăn, áo mặc đủ đầy, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng cuộc đời người tuổi Canh Thân, sinh tháng 4 âm lịch luôn bị thị phi quấy rối. Chuyện khẩu thiệt thị phi dây quanh, bản thân họ khó giữ được bình tĩnh, hay gây mâu thuẫn với người khác. Nhân duyên, vì thế kém dượng, tài lộc khá ổn nhưng vẫn có những lần hao tổn tài lộc nhỏ. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang chủng, người tuổi này phải chịu nhiều vất vả trong cuộc đời, cũng phải trải qua nhiều biến cố lớn. Họ là người có nghị lực, có ý chí phấn đấu, cũng sống biết điều, kính trên, nhường dưới, biết tiến, biết lùi. Song đường tài lộc có phần ảm đạm, đôi khi cũng vướng vào chuyện khẩu thiệt thị phi. Người này tự lực, tự cường, không dựa dẫm vào ai, mà tự nuôi sống bản thân bằng chính sức mình. Người tuổi này không có tổ nghiệp cha ông để lại, cũng không được gia đình hỗ trợ gì nhiều, phải chịu nhiều khổ cực, sớm ra đời làm việc. Họ lập gia đình khá sớm, gánh nặng trên vai càng thêm nặng. Ông trời chẳng phụ lòng người, sự nghiệp của người tuổi này cũng được nhiều người tương trợ. Từ tuổi trung niên, vận trình của bạn dần tăng tiến, hậu vận vô cùng tốt đẹp, tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người này tính tình thoải mái, vui vẻ, không hay lo nghĩ nhiều, mà suy nghĩ lạc quan, tích cực. Cuộc đời cát hung, họa phúc đan xen, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, con cháu hiển dinh, phú quý. Tra cứu lịch vạn niên, người tuổi này sống tiêu diêu, tự do, tự tại, không để ưu phiền sống qua ngày, được bố mẹ hỗ trợ, anh em yêu thương, nhưng đó chỉ là sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Còn tiền tài thì không giúp được nhiều, mà toàn bộ do Canh Thân tự dựa vào chính sức mình để làm ra. Người này không quá tham vọng, cũng không đặt ra lý tưởng gì cao xa, biết sống đủ với mình, nên an nhàn tận hưởng cuộc sống ổn định. Họ không phải đối mặt với nhiều sóng gió trong đời mình, cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, tuổi già hưởng phúc, không có gì phải tiếc nuối. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trùng với tiết Lập Thu, vào mùa thu hoạch nên người này có cuộc sống tự do, tự tại, không phải lo lắng gì nhiều. Người tuổi này biết tận hưởng cuộc sống, được gia đình hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Tuy sự nghiệp không có nhiều thành tựu nổi bật, nhưng tài lộc không thiếu cơm ăn áo mặc, lúc nào cũng có. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, người tuổi này sự nghiệp hanh thông, có thể làm nên đại nghiệp, tiền đồ rộng mở vô cùng, phúc lộc vô chừng, không phú quý thì hiển dinh. Người tuổi này trời sinh có phúc tướng, cuộc đời hạnh phúc, không phải lo nghĩ nhiều, được gia đình trợ giúp rất nhiều, thiên tư đỉnh ngộ, có tài, có chí, phẩm chất cao sang, là người thẳng thắn và khiêm nhường. Sự nghiệp của người tuổi này được quý nhân phò trợ, bạn bè nâng đỡ nên rất thành công, có thể đạt được những vị trí cao, danh lợi song toàn. Cuộc sống gia đình viên mãn, được bạn đời thấu hiểu và thông cảm, hỗ trợ nhiều cho phát triển sự nghiệp, con cháu hiếu thuận, chăm ngoan.
Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm trùng với tiết Hàn Lộ, người tuổi này là người có tài, có tinh thần tự lập, có lòng tự tôn cao, muốn tự lực cánh sinh chứ không muốn dựa dẫm vào ai. Tuy nhiên sự nghiệp của người này gặp nhiều khó khăn, trắc trở, cho dù đã gần đến thành công nhưng vẫn có thể thất bại bất cứ lúc nào, chuyện thị phi đeo bám. May mắn kém phần, các hung song hành, có lúc thuận lợi, có lúc lại xui rủi, mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, cuộc đời bình phàm, không có gì đặc biệt. Vận mệnh của người này thăng trầm bất định, khó có thể đoán định được. Tuy có tài năng thực sự, tài trí hơn người, cũng có nhiều tài lẻ, tinh thần làm việc nhiệt tình, luôn cầu tiến, ham học hỏi, giả lại có ý chí phấn đấu, song vì cuộc đời không được nhiều quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp hay gặp phải trở ngại ngán đường, thử làm theo lời Phật dạy, để quý nhân luôn bên mình. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, cuộc đời của người này bình thường, không có gì nổi bật, nếu không an phận thì khó có thể được như sở nguyện. Điều này có phần nhàm chán, nhưng lại thích hợp với vận mệnh của người này. Đây là người thông minh đỉnh ngộ, tài hoa hơn người, tinh thông kim cổ. Họ là người ham học và muốn đào sâu tìm hiểu mọi thứ. Tuy nhiên, tài năng này cũng chỉ vô dụng khi mà bản thân người này có phần nhút nhát, không dám mạo hiểm với những gì mình đang có. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết, người tuổi này cuộc đời phải trải qua nhiều sóng gió. Bản thân họ cũng là người hay ưu phiền, tinh thần bất ổn, nhưng cuộc sống tiêu cực, không có ý chí phấn đấu, càng không có tham vọng gì trong cuộc sống. Người tuổi này tính khí có phần thất thường, hay nổi nóng, nhưng tính tình thẳng thắn, nên dễ đắc tội với người, lại càng hay gây chuyện, tự tạo kẻ thù cho bản thân. Là người có tài năng, họ không sợ ác bá cường quyền, hay giúp đỡ người yếu hơn mình. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch là tiết tiểu hàn trong năm, khí trời lạnh giá, khiến cho con người mất cảm giác an toàn. Người này hay thay đổi, dao động, họ sống bản năng, không có nhiều mưu mô, cũng chẳng có tham vọng gì, nhưng may mắn thánh nhân đãi kẻ khù khờ, cuộc sống vẫn bình an. Khi về già người này vốn dĩ cũng có phúc, có lộc, khi mà gia đình hòa thuận, cha mẹ thương yêu, lúc còn nhỏ họ học hành chăm chỉ, cũng giành được không ít thành tựu, là con ngoan, trò giỏi, tâm địa thiện lương, chẳng suy nghĩ xấu xa, độc ác với ai. Định mệnh an bài, người tuổi này số phú quý, có địa vị cao trong xã hội, được bao người kính nể vì cuộc sống của người này, an nhàn tuổi già, hưởng phúc, chẳng phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều. Quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý anh chị lời Phật dạy về hơn thua đã dạy chúng ta rằng, chúng ta đều hiểu rằng những đấu đá, hơn thua đều mang lại kết cục không tốt đẹp, thế nhưng không phải ai cũng có thể kiềm chế bản thân, lấy nhu thắng cương, do đó, theo lời răn dạy của Phật, chúng ta phải biết kiềm chế bản thân. Lửa nào bằng lửa than, thấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Chúng ta sống ở cõi này, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Người xưa thường nói, có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn một ngày ba bữa, có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian, báo vật trăm xe ngựa trong lòng vẫn có buồn phiền, quan to lộc hậu cũng là đi làm hàng ngày. Vinh hoa phú quý cũng chỉ là thoáng qua như mây khói, con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua, đấu đá, chỉ khiến chúng ta hao tâm tổn trí, cuối cùng mang theo được những gì. Trong thế giới ồn ào này, người ta lừa gạt, oán trách nhau, đố kỵ nhau đều là kết quả của sự tranh giành, công khai tranh giành, âm thầm tranh giành lợi ích lớn, tranh giành lợi ích nhỏ, hôm qua tranh giành, hôm nay tranh giành, rốt cuộc suy cho cùng, tranh giành cũng chỉ để thỏa tâm ích kỷ mà thôi. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên thấy cảnh người vợ không thuận lợi trong công việc, liền mượn cớ phát sinh bực tức cáo giận với người chồng vì thể diện của bản thân mà trước mặt bạn bè. Người ngoài sai khiến người vợ không chịu được cảnh ấy và thế là mối quan hệ êm đẹp trở nên bất hòa. Một khi tranh giành được quyền và tiền trong tay, thì hạnh phúc sẽ mất đi. Tranh giành được thanh danh thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại. Những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được sẽ khiến tâm bất an. Nhưng người xưa tin rằng, những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ mà có. Tranh giành chỉ làm tổn hại đến người khác và tổn đức của bản thân mà thôi. Một khi tấm lòng rộng mở hơn,
thì bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn, bớt hơn thua để hạnh phúc đến gần ta hơn. Theo lời Phật dạy về hơn thua, bạn cần ghi nhớ một điều rằng: 1. Người nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được rồi. 2. Người xấu hay đẹp vừa mắt là được rồi. 3. Người già hay người trẻ khỏe mạnh là được rồi. 4. Gia đình giàu có hay nghèo túng, hòa thuận là được rồi. 5. Con cái dù làm tiến sĩ hay bán hàng ngoài chợ cũng được, an tâm là được rồi. 6. Nhà to hay nhà nhỏ có thể ở được là được rồi. 7. Trang phục có thương hiệu hay không, có thể mặc được là được rồi. 8. Hết thảy phiền não, có thể giải được là được rồi. 9. Cả đời người bình an là được rồi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.